Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Pikachu Chapter S. New game. Ok, let's go. Mình sẽ mở đường bên này. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tìm những chiếc chìa khóa khác. Anh chàng Pika chuẩn bị xuất hiện rồi. Ok, anh ta đã xuất hiện. Oh my god, anh ta ngay sau mình. Let's go. Ok, bây giờ thì mình phải tìm sao là tìm một thanh gỗ. Đây rồi. Fly. Let's go. Tiếp tục tắt chỗ này. Rồi, cho khẩu súng nước vào kia. Let's go. Yellow cây. Ok, một chiếc búa.
đặt luôn vào đây. Rồi, đã thắng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Pick Eye, Chapter 7. Let's go. Không có gì ở đây. Oh my god. Một chiếc chìa khóa đây. Qua chơi. Ok. Chơi thôi. Sẽ dừng vào ta. Let's go. Mình sẽ đi lấy một chiếc chìa khóa blue cây. Hình như ở chỗ này. Chuẩn luôn. Đường này đi để bà ta không phát hiện ra mình. Một chiếc hammer. Đây rồi.
Ok. Ok, đã thành công. Mình đã thoát khỏi đây. Thoát khỏi BK. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Shadow File. Let's go. Shadow Collide. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. City Hill. Let's go. Ok, mình đang ở một nơi rất là tăm tối. Wow, có thể là xe mình đã bị hỏng. Sau đó thì mình sẽ dừng lại ở chỗ này. Rồi mình sẽ đột nhập vào. Nhầm ngay nhà ông Cedar Hill. Nhưng cái đó là bắt buộc. Bắt buộc các bạn phải vào. Let's. Ok. Wow, ở đây thì mình đang bị chói tay. Let's go.
Let's go. Một chiếc chìa khóa trong một căn phòng. Và đứng ở đây. Thì đang bị bắt ở đây rồi. Oh my gosh. Ok. Cứ tưởng bị bắt hóa ra cũng thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. SCP-096. Let's go. Đi làm gì? Oh my gosh, wow. Oh my gosh, wow. Giật mình luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Play. Help me. Ở đây thì mình sẽ hóa thân là một anh chàng cảnh sát. Ok. Phải đi lấy một chiếc chìa khóa cho nào. Đã bắt ở bên trong căn nhà. Sau đó thì lơ ngơ. Wow. Thì xin được xử lý. Sau đó thì các bạn sẽ bị trói tay. Và rồi được đưa vào trong một căn phòng. Căn phòng này không biết có gì không. Đây rồi. Ok. Help me. Thank you.
và dẫn cô gái này trốn thật vào đây. Ồ, anh ta đằng kia. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Dispatch. Chiếc khóa, ok. Mình sẽ dùng chiếc khóa này để mở cánh cửa này. Chuyện. Trên đi được bên nào? Đây rồi. Đây chắc chắn là có một tấm vé. Thảo đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Siren here. SCB 6789. Ok. Trên bầu trời. Đây là vật máu à. Wow, con đường ở đây rất là dài luôn. Xem có gì trên này không? Không có gì. Ok.
to. Đó là các bạn chạy đi. Và cố gắng làm sao tìm cả được chiếc máy ảnh để các bạn chụp 3 bức ảnh, sau đó làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Và các bạn đã có bình xăng, để khi mà xong xuôi các bạn sẽ chạy đi. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.